Xin chào các bạn. Thì xe sau một khoảng thời gian mà mình đi mình sử dụng á, thì chắc chắn những cái chi tiết ở trong buồng đốt, hệ thống máy thì nó sẽ dơ, nó sẽ bị xuống cấp. Thì để mà cái xe vận hành được ok á, thì mình phải vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo một cái định kỳ nhất định. Ví dụ như những chiếc xe mình sắp quay cho các bạn đây, là đi km nó tầm khoảng trên 10.000, trên 20.000 cây, thì ở bên mình vệ sinh họng nạp bằng máy chuyên dụng. Và sau khi mình vệ sinh bằng máy chuyên dụng rồi đó, thì bắt đầu mình sử dụng dung dịch để làm sạch. Và sau khi mà làm sạch xong rồi đó, thì mình sẽ có máy hút ra nữa ha các bạn. Nếu như mà các bạn tự làm ở nhà thì mình sẽ không có đầy đủ mà trang thiết bị đâu. Với lại là mình làm nó không có ok thì sẽ dẫn tới hư hỏng động cơ. Cho nên cái này á, thì mình làm mình quay cho các bạn xem cái hiệu quả trước và sau khi làm. Chi phí thì cũng không có bao nhiêu đâu các bạn, nhưng mà nó giúp khôi phục lại sức mạnh của xe ha, độ ổn định. Buri thì anh chủ xe sử dụng iridium, thì bên mình có buri iridium nha, hoặc là buri zin tùy theo các bạn. Và đây tiếp theo là một chiếc xe tay ga. Chiếc xe này là của nữ đi, buri nè các bạn thấy không. Từ lúc mà mua xe cho tới bây giờ là chưa hai luôn các bạn. Đầu chụp buri nè, cũng đóng rất là dơ bên trong. Thì chiếc xe này đến với mình á, thì nó bị cái tình trạng là bị hộp ga, mất gan ti, đề khó không nổ nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là vệ sinh, thay thế những cái thứ cần thiết. Chiếc Vision này là nữ đi nha các bạn. Và sau khi mà vệ sinh rồi đó thì các bạn thấy không, nó rất là sạch luôn, cực kỳ chất lượng nha, khôi phục lại sức mạnh của xe ban đầu. Rồi đây là cái họng nạp nè các bạn. À đây là họng ga mới đúng, họng ga, họng nạp ở phía dưới. Rồi đây là họng ga chưa vệ sinh. Đó, cái co ga nè, các bạn nhìn thấy dơ không, đóng rất là dày mùi hang ha. Và sau khi vệ sinh rồi đó thì chỉ cần bấm đề nhẹ thôi là xe nổ máy ngon lành, khôi phục lại các cái chức năng của xe. Tiếp theo là một cái chiếc xe phân khối lớn các bạn, CB300. CB300 trước khi vệ sinh thì nó dơ như thế nào. Đây, đây là hiện trạng của xe. Nó dơ như thế này thì nó sẽ làm cho xe mình chạy, thứ nhất là nó hao xăng, thứ hai là cái độ bốc của xe nó bị giảm rất là nhiều. Đó, các bạn thấy mụi carbon rồi nó đóng ở chân sấp bắp rồi xung quanh. Còn đây là họng ga này các bạn, họng ga đóng dày nha. Và sau khi tụi mình vệ sinh, các bạn thấy sạch đẹp ok chưa. Thì một chiếc xe đó chúng ta cần phải bảo trì bảo dưỡng, chứ không phải là mình cứ chạy hoài được các bạn. Để mà khôi phục lại cái cảm giác ban đầu khi mà các bạn mua một chiếc xe mới, thì sau khi mà mình vệ sinh họng ga kim phun buồng đốt, các bạn chạy xe sẽ cảm nhận sự khác biệt rõ ràng luôn nha. Cái này không phải là quảng cáo thổi phồng đâu các bạn. Bên mình đó đang sử dụng là dung dịch đó, có cái máy hút ra nha các bạn. Sạch đẹp ok chưa, đáng đồng tiền bát gạo chưa các bạn. Làm bên mình đó là các bạn sẽ không có sợ mà bị hố hay là giá nó cao đâu các bạn. Mình sẽ làm đúng cái giá trị mà các bạn sẽ nhận được khi mà bảo dưỡng xe ở bên mình.